Hai thằng dịch nó tủy đều đen hết, nhưng mà thằng này là xám màu xám, trắng màu trắng ha. Thằng này ngược lại, xám màu trắng, trắng trắng, thằng này xám hơn xíu. Tính chất nó đảo ngược lại, thì thằng này là thuộc cái nhóm hình hướng T2, T2 là flare, T2 khử nước, còn đây mới là T1. Thật ra trên não mà thường quy thì mình chỉ có cái đó, T1, T2, flare, cái đó phải nhớ thôi. Rồi xong tiêm thuốc hết rồi, thật ra nó đâu có nhiều, nói nhiều xung với nó đâu có những cái hình mà đẹp đẽ các anh chị có thể nhìn được á, thì nó chỉ có nhiêu đó à. T1, T2. T1 thì có thể có khử mở, nếu mà một số cái tổn thương gì ở phía ngoài, ở hốc mắt hay gì này nọ thì có thể có khử mở, hoặc là những cái hình mà sau tiêm thuốc á thì có một số chỗ tăng khử mở sẵn luôn. Còn T2 á, thì có thể có khử mở và khử nước. Mở thì mình chỉ cần nhớ chỗ nào có mở mà thấy nó đen là hình đó có khử mở ha. Trên cái vùng sọ não của mình thì chỉ có mở dưới da, mở tủy xương. Trên cái xương này á thì đen nè, trắng nè. Thì hai cái thằng đen cặp một thằng trắng, hai thằng đen là vỏ xương ha. Ra nguyên bề dày xương từ đây tới đây là tủy xương. Còn nếu mà khử mở là thôi như nó tiếp vô nhau luôn, đen thui hết. Chỉ có mở tủy xương nè, mở dưới da với mở hốc mắt, những cái mình dễ nhận biết đó, những cái mình dễ nhận biết trên đó chỉ có mấy chỗ đó có mở thôi, nhìn thấy nó đen thui hết là hình khử mở. Còn nếu mà mình nhìn thấy cái hình thì cái dịch nó tủy nó cũng đen luôn, khử mở là khử mở được. Khử mở mà không khử nước đó, thì dịch dạ, nó vẫn màu trắng. Xuống tôm là sao? Tôm là khử mở, tôm là chỉ khử mở thôi ha, không có khử nước, hai cái đó riêng. Còn vừa khử mỡ vừa khử nước á, thì hai thằng mới đen luôn. Chẳng hạn như trên hình này là hình flare, tức là khử nước nhưng mà khử mỡ luôn. Nên trên hình này là mỡ cũng đen mà dịch nó cũng đen. Rồi T1, T2 khi mà mình coi ấy, thì một là mình phải hay nhìn cái thằng trẻ đây là cho tiêm thuốc lên. Thì trên cái này á, đó và nhìn tổn thương trên lề dưới lề cũng phân giống kia ha, trên lề các thùy não thôi, còn thằng này là mình thấy là nó có tổn thương ở bán cầu tiểu não bên ở thuộc dưới lều không. Thì dưới lều á, tại vì tổn thương của hệ thần kinh thì nó cũng có liên quan nhiều tới tuổi nữa đó, thành ra là mình cũng phải cái này mình phải thuộc để hay nghe tổn thương mà dưới lều ở người lớn ưu thế là gì, đứng đầu là gì, tổn thương dưới lều ở trẻ em thì là gì. Mà cũng tùy theo vị trí, nếu mà lệch một bên đó là lệch bên đường giữa thì là gì, mà nằm ở trung tâm đường giữa thì là gì, những cái đó là về lý thuyết bắt buộc mình phải biết một lần thôi. Chẳng hạn như mình phải biết là ở người lớn nếu mà có tổn thương dưới lều thì đầu tiên của nó là gì, căng. Rồi bây giờ mình phải coi mấy ổ, một ổ khác, nhiều ổ khác. Nếu mà nhiều ổ thì cái cách phân bố tụi nó như thế nào ha, nhiều ổ mà mỗi nơi một ổ hay là nhiều ổ mà tụi nó tập trung lại với nhau, nó tập lại với nhau đó, nó có tính, nó giống như nó muốn hợp lưu lại với nhau. Rồi sau đó mình mới coi tới tín hiệu, tín hiệu về tổn thương này là bên trong nó bản chất nó là gì, nó là màu đặc không, hay là nó có, hay là nó là dạng nang, nó có phần dịch bên trong. Nếu mà là dạng nang á thì mình phải biết là tổn thương dạng nang thì nó có bao nhiêu khả năng xảy ra, có mà u, chẳng hạn như u hoại tử nè,
áp xe nè. Khi mà mình làm gì mình chia theo nhóm. Cái mà tổn thương của nhu mô não đi mình chia ra. Ngoài cái chuyện mà chấn thương bỏ qua bên, dị dạng bẩm sinh bỏ qua bên, dị dạng sinh cũng phải học ngược lòng luôn. Thì những cái tổn thương mắc phải mình chia ra, một là do nguyên nhân mạch máu, hai là do viêm nhiễm, ba là tân sinh, đó là u. Thường là nó có ba nhóm lớn vậy. Viêm thì có viêm nhiễm hoặc là hủy myelin. Thì giờ mình sẽ chia ra trong nhóm đó là có những thằng nào nó có thể có cái tổn thương dạng nang bắt thuốc viện. Giờ tổn thương do mạch máu chẳng hạn, như tức là nói tới nhồi máu với lại xuất huyết, thì có thể có bắt thuốc viện không? Thì cái đó mình phải biết, cái này là chẳng hạn như tổn thương xuất huyết cũ nó có thể bắt thuốc viện. Được không? Có. Cũng có xuất huyết. Em nhớ hình này. Cái hình bắt xuất huyết. Rồi đây là một cái ổ xuất huyết cũ. Cái gì vậy đã? Bán cắm mụn luôn rồi. Nó bắt xuất huyết. Thì mới biết là thuốc huyết cũ cũng có thể bắt thuốc viền như vậy. Nhìn nó mắt thấy gớm không? Rồi tổn thương do mạch máu, viêm thì mình có, nếu mà viêm thì có do virus này, do vi trùng trên mũ này, do mấy con đặc biệt sinh hoạt cái dạng như lao nè, rồi ký sinh trùng. Cái đám đó có nào bắt thuốc viền không? Quá trời. Ngoài trừ thằng virus thì thường nó có dạng đặc biệt, nó không tổn thương ở cái vùng dưới lề này không, và nó cũng không có dạng bắt thuốc viện dày, còn áp xe não như vi trùng ha, rồi lao, những cái củ lao cũng bắt thuốc viện, rồi ký sinh trùng cysticercosis cũng bắt thuốc viện, rồi mấy con tóc xô này nọ cũng bắt thuốc viện. Nó là mình biết con mới vậy bắt thuốc viện. Rồi hủy myelin bắt thuốc viền không? Hủy myelin thì có bắt thuốc viền, nhưng mà đặc điểm của nó là đặc điểm điển hình của nó là nó không có bắt thuốc viền kính, nó bắt thuốc viền hở, nó không có kính hết nguyên vòng đó, thì mình biết vậy. Rồi tới tân sinh, tân sinh đó là u, thì có u nguyên phát, thuốc phát nguyên phát thì mà u hoại tử thì mình hay gặp là CVM. Mà ở dưới lèo này, nếu mà dưới lèo là nó có quá phiền dưới lèo. Trẻ em mình có bilocytic, astro, người lớn thì có là gì nè, hemangioblastoma. Nhưng mà cái đó nó có nốt thành di căn thì hay bắt thuốc viện. Dạ, nghĩ ra thấy quá trời. Làm sao? Thì dùng sao? Đó. Thì mình mới nói cái chuyện là nó bắt thuốc viện thôi, bởi vậy cho nên là mình nhìn thì phải nhìn cho kỹ. Đó, thì các loại tổn thương khác. Thì tổn thương mà bắt thuốc viện thì cái phần mà dịch á là cái phần là một là mũ, nếu mà là do sinh vi trùng sinh mũ ha. Còn nếu mà không á, những cái dịch khác nó không đặc như mũ á thì nó sẽ giống như cái dịch không đặc, rồi dịch hoại tử, như trong u hoại tử thì cái phần đó nó là dịch rồi. Thì trong cái đám tổn thương dạng nang bắt thuốc viện thì nó sẽ có hai phần, là phần dịch và cái phần vỏ phía ngoài, phần vỏ, cái phần thành. Thì mình sẽ coi cái đặc tính của hai cái thành phần đó. Thì giờ cái phần dịch bên trong đó mình có thể phân biệt được cái gì không? Thì phần bên trong đó nó chỉ có một thằng đặc biệt thôi, là nếu như nó là mũ thì nó sẽ hạn chế khuếch tán, áp xe sinh mũ hạn chế khuếch tán. Còn những thằng khác không hạn chế khuếch tán thì nó, vậy thì nó sẽ ra hai nhóm
u hoại tử rồi những cái thằng gì mà không hạn chế huyết tán nó nằm qua nhóm bên kia, rồi cái thằng hạn chế huyết tán thì nó sẽ qua cái nhóm bên này. Thành ra như vậy thì nếu mà xét cái dịch ở trong lòng mình cũng chia ra được hai cái vậy, rồi xét cái thành phần phía ngoài, những cái thành phần phía ngoài thì giống như nãy em nói vậy đó, là coi như nó là mô đặc ha, đại đa số là cứ giảm lên T1 tăng T2. Rồi bắt thuốc, tính chất bắt thuốc thì thay đổi tùy theo loại mô đó. Nhưng mà vậy thì có phải là tất cả các loại tổn thương, ba những cái nhóm tổn thương vừa rồi đó, nó đều là như vậy không? Thì u nó không vậy, những cái tổn thương viêm gì đó hay nó cũng đại khái viêm do virus mình nó đã không nằm được không? Thì riêng có một cái đặc tính của cái thằng mà vi trùng sinh mũ là cái thành của nó, thì thay vì là nó giảm lên T1 tăng trên T2 thì nó ngược lại, mình sẽ thấy nó hơi tăng trên T1 và nó có cái viền giảm tín hiệu trên T2, nó có cái viền giảm tín hiệu bên ngoài T2. Đây có cái u não nào mình lấy cho anh chị coi cho nó khác. Đáng lẽ buổi sau chép cặp với thằng GVM để cho mấy anh chị coi hả. Thì như vậy thì nó là cũng là một đặc tính, thành ra nếu mà đã cái ca nào mà nó có rơi vô cái đặc tính đó thì mình tách nó ra được, còn nếu mà không thì nó sẽ nằm trong một đám rất là nhiều trong đó công việc kia đó. Thì riêng cái thằng này thì mình sẽ thấy được cái đặc tính đó không, vì nó sẽ hơi tăng dinh T1, nó có việc giảm tín hiệu T2. Rồi là mình sẽ xác định được một thứ ở cái thành, rồi mình nhìn như tới cái lòng. Cái lòng thì nãy nói về tính chất hạn chế khuếch tán thì mình phải lôi cái xung khuếch tán lên, nhìn vô hai thằng này, thằng nào là ADC, thằng nào là khuếch tán. ADC là khuếch tán này nhìn chập quay à, tại nhìn hai thằng xấu đều nhưng mà mỗi thằng kiểu. Với lại á, ADC nó chỉ có một chuỗi hình thôi ha, anh chị coi giữ một chuỗi hình, còn cái thằng khuếch tán là thường đã chụp thì không có ai chụp một bê hết trơn, ít nhất phải 2 bê. Thành ra là các anh chị sẽ thấy được từ B0, đó là nhìn hình giống kiểu hình T2, cho tới cái bê thứ hai là lúc đó là dịch nó tỉ là nó sẽ đen xuống, vậy cái tổn thương nó trắng lên thôi. Thì cái này là chụp đủ 3 bê nè, thì mình nhìn cái dịch não tỉ nó sẽ thay đổi theo 3 cấp ha. Đầu tiên là trắng bóng dày, xong tới cái nó xám xám vậy, xong rồi tới cái tới đó, B500 nó xám xám, tới B1000 thì nó mới đen thui vậy đó. Thì trên cái này là mình mới đánh giá chính xác với cái tính chất khuếch tán của nó ha. Ở đây nó hạn chế khuếch tán, hạn chế khuếch tán. Nhìn qua kiểm tra với cái thằng bên này, thằng bên này mà đen luôn á thì mới đúng là như vậy, thằng bên này nó đen, thằng bên này trắng, một cặp như vậy là nó hạn chế khuếch tán. Thì mình có được cái thằng này vừa hạn chế khuếch tán bên trong, mà nó là dịch mũ, dịch đặc, cộng với cái tính chất thành, có cái tính chất của mô hạt viêm nữa đó. Tăng, giảm, các phút viêm. Cái phần cái mô mà xung quanh cái tổn thương đó, cái xung quanh này thì nó là phù thôi. Thì cái phù này á, mình sẽ nhìn ở trên này. Cái phù này á, nó khác với cái phù này là phù do mặt. Mình có hai dạng phù vô mạch với phù độc tế bào. Thì ở nhồi máu là phù độc tế bào. Còn ở cái thằng này là phù vô mạch, cho nên là trên cái hình này nó không có hạn chế khuếch tán. Chỉ có phần dịch mũ bên trong tổn thương hạn chế khuếch tán, còn cái phần phù phía ngoài không hạn chế khuếch tán. Nó không có tăng trên hình này mà nó tăng trên cái hình này. Trên hình này nó không đen, trên hình khuếch tán không tăng, trên ADC không đen thì nó không có hạn chế khuếch tán. Chỉ có thằng bên trong này hạn chế khuếch tán. Đây là một cái ca điển hình của áp xe não ha, nhiều ổ nhưng mà giống như nó tập trung lại ha. Có ổ nó dính chùm với nhau như cái mẹ bồng con vậy đó. Nó nhìn nó trơn lá vậy. Áp xe não thường cứ áp xe cứ vỏ của nó không đều. Không, áp xe là cái hình, còn là cái hình mà có thuốc lên nhìn cho nó đẹp. Thành mỏng. Rồi. Thành mỏng đều vậy nè.
Thì nếu mà nó có một số cái tính chất khác, nó ít hằng định hơn, hạn cái thành mà nó dày không đều thì bề dày khi nào hay tăng hơn? Phía vỏ não nó dày hơn. Phía vỏ não so với phía chất trắng, não thấp. Rồi còn những cái mà u não chị bé em đồ thì những cái thâm nhiễm u, những khi nếu mà mình có làm phổ thì mình thấy những cái vùng phù nó cũng có thay đổi phổ, hoặc là cái vùng này thì nếu mà mình làm phổ ở đây thì nó chỉ là cái phù với mạch thôi, nó không có thâm nhiễm tế bào u đây. Đây còn cái ca điển hình thì sao, ca này là áp xe não, ca nãy là